bây giờ ông là cứ cười hả, ông đang cười đâu, bây giờ là em phải chấm hai cái gậy hoặc nó phải có cái gì không để mới xuất lại gì đấy, em kiếm cho thằng này đi không nó qua đây phải đưa nó nợ chú mặt cay nè, ai biết đâu hả, chú mặt cay nhau á. Quay gì? Tới nhà, đứng lên được nhưng mà không. Bây giờ bữa nay cái kỳ bữa nay có không, nhưng mà nó chỉ còn con lạnh, hôm nay da còn hồng nè, con lòng cũng không nhớ răng đen lên một cái mà đem gì răng không răng hoài lát nữa đâu mà nhiều. Chị không à, nhà nhỏ bé đi không nổi à, còn đường ghê lắm. Đi lại phải không? Năm cũ vừa qua năm mới. Con này mai về á, làm ăn phát tài, có sức khỏe dồi dào. Dạ, con cảm ơn cô. Bye. Trẻ quá mà. Bao nhiêu? 48 hả? Thôi kệ, tuổi tôi vậy đó. Mấy người già yếu nói bậy, nhưng mà không, con người nói chuyện không. Ok, nhìn trùng hợp quá ha. Đâu rồi anh? À, chỉ có một xuất qua một lan thôi mà nó mời quá, mà nói chân có đau vậy nè, nó nói con có cách xử lý gì cho ông nghe sói ngồi ví dụ vậy, nói đi bệnh viện cái đen sau này nó không phải quá cái gối cái cột sống lên cái hơi lạnh có bị mỏi khớp vẫn khỏe khúc dưới tệ cứ tự coi trả lời này tốt. Khúc dưới từ đầu gối xuống này thôi đúng không? Nói chung là tầng eo xuống là như vậy. Mà cũng chưa hiểu là khúc dưới tất cả gì hơi quên liệt. Quên cả hết rồi giờ còn liệt không không? Mà dẫn đi. Anh chào anh. Ôi trời ơi. Ở trên sân khấu có vị trí mà chúng tôi để dành cho 4 bàn tròn. Thì 4 bàn tròn này sẽ là các đơn vị tài trợ nhà hảo tâm văn nghệ sĩ.
trân trọng kính mời tất cả quý vị. Đồng hành với chương trình. Đó chính là nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ và nghệ sĩ Hà Như. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Lê Tứ và Hà Như. Dạ, hai con Lê Tứ và Như trân trọng kính chào quý ông bà, cô bác, quý vị đại biểu, quý vị khách quý và có mặt trong sáng hôm nay. Hôm nay quê hương mùa xuân. Thank you.
B đúng không? Dạ. Võ thì B. Võ thì B, kiếm mình diễn cái võ thì B đi. Chúng ta sẽ cùng đến với có thể nói nếu như dùng một mỹ từ của hiện nay thì những cái dòng chảy trong suy nghĩ mà má đã đi qua cái cuộc đời buồn vui sân khấu mấy chục năm. Và rất hay là ở mỗi cái tập như vậy thì chúng ta lại thấy một trái tim lớn của người nghệ sĩ dành cho các thế hệ đồng nghiệp và đàn em, đàn con, đàn cháu của mình. Má xem, ngay cả là má đang xem những cái chương trình game show hiện nay, má cũng đã cho ra những lời góp ý vô cùng quý giá. Vậy thì ngày hôm nay má có thể nói đôi điều về chương trình cũng như là gửi lời đến cho những mạnh thường quân, những người luôn luôn đồng hành với các nghệ sĩ nói chung. Xin được kính mời má. Và má có thể tặng thêm một câu hát nào đó thì chắc chắn là mọi người sẽ nức lòng hơn nữa à. Dạ trước thì xin cho xin bẩm gì đây? Dạ má là xin bẩm gì đây? Cũng gì đây anh Trung? Em giờ em xin em là cái gì? Cứ tên cứ lệ danh thôi. Lệ tên em sao? Lệ danh hả? Xin là mà mắc cỡ quá nó xưng nghệ danh kỳ quá, mấy đứa nhỏ xưng nghệ danh được, mình già quá xưng nghệ danh chẳng chắc cả. Ôi xin lỗi với tôi muốn tôi người trần trần, tôi xin xưng là mẹ Diệu Hiền. Mẹ Diệu Hiền xin chào tất cả quý bà con cô bác có mặt hôm nay, và nếu như ai có đồng tuổi tôi đó thì cũng đừng buồn, là vì hôm nay là ngày vui, ngày Tết nha. Xin chúc cho tất cả trước tiên mình phải có sức khỏe mới làm ăn phát tài được, mà muốn phát tài thì dù ở đâu làm nghề gì cũng luôn luôn gặp nhiều may mắn à. Tôi thấy giọng má còn trong lắm, má có thể ca một câu tặng cho bà con mình nha. Cũng được nhưng mà dở lắm á, tự gì anh mấy ngày rồi nhức cái răng mới dỗ nè, nhức quá trời đó rồi ôm không ngủ được. Thôi thì hôm nay coi mình ca trước tiên đó là để xin cảm ơn mạnh thường quân mà bấy lâu nay đã nuôi sống nghệ sĩ nè, rồi tất cả quý anh em nghệ sĩ mình còn gặp lại là vui là mừng. Dù tôi dở lắm cũng ráng mà nghe nha. Thank you.
Dạ, xin được cảm ơn lời hát còn rất là ngọt ngào và nồng nàn điều lệ của má. Chúc má sức khỏe và chúc hết tất cả các cô chú chúng ta vui vẻ và tươi thọ. Dạ. Kính thưa tất cả quý vị, và chúng tôi xin mời tất cả quý vị ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị cho chương trình để bắt đầu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý quan khách và quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm cũng như là văn nghệ sĩ, các cơ quan truyền thông báo đài và các cô chú văn nghệ sĩ tuổi cao sức yếu cũng đã về trong buổi lễ sáng nay để dự buổi lễ và trao quà Tết mừng Xuân Quý Mão 2023 do Ban Ái hữu Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Và lời nói đầu tiên cho phép gia luật diễn viên Trường Thịnh, diễn viên Vân Anh xin thay mặt ban tổ chức chương trình kính gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên Đán trong chương trình Tình Yêu Thương Vô Hạn dành cho nghệ sĩ hội Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhận mừng năm mới thật ấm áp và hạnh phúc. Những phần quà vừa là giá trị vật chất, vừa là giá trị tinh thần. Và đây cũng là một nguồn động viên để anh chị em nghệ sĩ cũng như các lao động sân khấu có thêm một tinh thần để gắn kết nhau hơn, nắm chặt tay nhau hơn để xây dựng một nền sân khấu ngày một vững mạnh hơn. Xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều ạ. Kính thưa tất cả quý vị, để chương trình diễn ra hàng năm, chúng tôi không quên. Giờ trăng lên các tiếng gọi nhau đang khai tán tình đậm thắm hôm nay. Nhạc trôi lững lờ. Năm nay anh đang Tết thấy vui không? Vui lắm. Tại vì thời gian nó đi ngang qua không bao giờ mình níu kéo được, đúng không? Níu được mà. Níu kéo không mà kéo lại được. Cái gì mà nó luôn luôn tăng mà không bao giờ giảm? Cái gì? Tuổi hai rồi không, bây giờ còn minh mật. Còn cái gì đó cũng nó tăng mà có giảm, như đặc biệt đi. Tuổi nó luôn luôn nó tăng không bao giờ giảm. Đó, đúng không? Nó tăng thì càng tốt. Nó tăng nữa đi. Nó tăng nữa đi hả? Nhưng mà là bây giờ có ao ước gì không? Đó, anh có ao ước cái một hàm răng không? Có, mới làm rớt. Mới làm rớt răng hả? Nếu mà anh ao ước một hàm răng thì đương nhiên có nhà khoa tâm đức sẽ ủng hộ. Làm rồi. Nó làm rồi hả? Rồi anh cắt ở đâu rồi? Rớt mất tiêu. Còn nếu bây giờ ví dụ nha, bây giờ mà còn đứng lên sân khấu, bây giờ mình đứng đi, ngồi nha, lên sân khấu mà mình diễn lại hài thì diễn được không? Dưới sức qua cầu. Dưới sức qua cầu. Bây giờ mà bắt tên em, nếu mà một bạn diễn mới là ai? Ai cũng được. Ai cũng được, thấy không? Sẽ có nghĩa là một bạn mới của anh Bạc Ca mà bây giờ diễn thì có thể ai cũng được. Vậy là có cái dịp nào đó em với anh tập lại một cái tiểu phẩm rồi đó, diễn được không? Hỏi tập làm luôn. Hỏi tập làm luôn hả? Mạnh ai thấy nói hả? Tôi làm liền vậy đi. Tập liền giờ. em sợ hả? Em nói gì tôi nói theo. À, nói gì nói theo hả? Nói thử không anh? Nói thử không? À, cái điều gì làm phiền anh Cang nhất? Không có gì đấy. Không có gì mà phiền. Phiền cũng được hết trơn. Tại sao? Tại vì tôi đã phiền tôi quá rồi. Chúng tôi xin cảm kính mời. Bây giờ mới nói điều là Cang bây giờ là
mặc dù là thời gian đi ngang qua rất là mau cho nên thành được không có níu kéo được, nhưng mà trí nhớ của anh rất là tuyệt vời. Bây giờ hỏi thử là anh Giang đã chết mấy mũi Covid rồi? Tôi có nhiều bệnh nền đó nè, chết dần chi, chết vô làm chi, nên là chết là chưa chết mũi nào hết. Vì là không cho chết. Tại sao? Trong người có bệnh nền. Trong người có bệnh nền. Nhiều bệnh nền đó. Nhiều bệnh nền cho nên không cho chết. Có cái giấy được mẹ chứ. Nhưng mà trí nhớ của anh thì bây giờ rất là tuyệt vời đúng không? Đâu có nhớ gì đâu. Trời ơi, không có nhớ gì mà nãy anh nói rất là hay đó. Ví dụ như nói là đố anh Trang nè, cái gì mà nó tăng mà không bao giờ giảm? Tuổi. Đó, tuổi không bao giờ nó giảm được. Tuổi là tuổi thân á. Mười khai thân à. Tuổi là tuổi thân á. Tuổi thân. Tuổi thân chứ phải tuổi con khỉ à. À, tuổi thân chứ phải tuổi thỉ, tức là buồn là tuổi thân thôi đúng không? Không. Mời cô Trần Thị Dung ạ. Thì một câu đố vui. À, xin chào đồng chí mời. Cái cầu nào mà nguy hiểm nhất không? Diễn viên Mai Sơn Lâm và diễn viên Quốc Thành. Cầu cái cầu nào nguy hiểm nhất? Cầu nào cũng nguy đó. Cầu nào cũng nguy hả? Không, cái cầu này mới ghê nè. Cái cầu giao điện á. À. Miếng hà giờ quên. Rồi cái cầu nào lạnh nhất? Cầu nào mát nhất? Cầu mát nhất. Quên luôn phải không? Cầu mát nhất là cầu Gia Đạo. Cầu Gia Đạo là sao? Cầu Gia Đạo. Đúng chính xác. Ca giờ dẫn ô tiền giờ. Bây giờ đố mẹo cho vui nha. Cái con cá gì hình tròn? Cá gì hình tròn? Hả? À, con cá hình tròn hình gì? Ai biết? Rồi không biết bao giờ em trả lời. Con cá hình tròn là con cá viên chiên. Vậy thì đố anh con cá gì làm ra cá viên chiên? Con cá gì ra? Con cá gì chưa biết luôn. Quên chứ không biết. Quên mà là con cá chưa chiên đó mà làm ra con cá viên chiên. Con cá dễ nè, con cá này bảo đảm anh đặt rồi nè. Con cá gì có 6 chân? Ừ. Không biết luôn. Cá hộp ba cô gái có 6 chân. À, bây giờ mới nhớ ra. Bây giờ mới nhớ không? Bởi vậy cho nên em sẽ làm những gì đó để cho anh lục lại trí nhớ, đúng không? Lục khi nó có vậy. Đó, bởi vậy phải cái gì cũng vậy, tù mình phải tập rồi mình dợn qua, sau đó là mình mới lên diễn được, đúng không? Ngon lành đúng không? Không có cá xe. Bây giờ lại phát cá xe là phát rồi đó. Phát rồi, cầm rồi, anh lên nặng quá coi lấy lại đó. Có không? Có lấy lại. Đó, nó về tập sự chứ bây giờ anh có bao giờ anh nghĩ đến kiểu mình già không? Không, không đúng không? Cho nên nó hồn nhiên nó trẻ hoài đúng không? Không phải bắt trẻ. Nhưng mà hồi đó làm sao mà bây giờ anh lại đi được? Ai biết là tự nhiên nó sụi. Tự nhiên nó sụi hả? Không phải có lý do chứ. Tại mình học thể thao nên là tập đi bộ. À, chắc vậy. Yeah. Nhưng bây giờ anh đang uống đều không? Thì Mỹ à. Bây giờ bác sĩ có kiên cử cái món ăn nào không? Không. Không hả? Món nào cũng ăn được hết. Cá kho rồi đó. Cá kho, thịt không ăn được. Biết. Thì nó dai quá rồi. Không cần dai quá. À, hiểu rồi. Ủa vậy là phải uống sữa với nấu gạo hấp hồn. Cần thì ăn gạo đúng rồi. Cần thì vô gạo. À, tuổi già bao giờ nó cũng sẽ đến mà không ai tránh khỏi gì đó không? Không cho nó đến anh à, có như ông ba mới nói là trời cứ ai nấy già thì anh đừng có già không? Được. Nói chung là anh cao bây giờ là còn có áo đài lúc nào ngày xưa là lúc nào hai anh em cũng ngồi ghế đá rồi sẽ có một hai ba chân mà lúc nào tâm sự với nhau mà bung ra những cái miếng hài như vừa rồi thì anh ca thì đó là những cái kỷ niệm trở lại. Nhưng mà mình thì luôn mong muốn cho các nghệ sĩ dường ở đây luôn có sức khỏe rất tốt, luôn luôn mạnh khỏe và bình an, và chúc cho Minh Cang nói riêng và chúc cho mọi người đây ăn một cái Tết thật là vui vẻ và đầm ấm. Anh có lời nữa cuối cùng. Cảm ơn bạn đã biết rằng cái đường cho được cái đây ngày đầu tiên của cái việc du lịch, ước mong rằng già năm sau có nữa thì làm quyết định chưa yên tâm và năm nào cũng làm, và không những trong một năm đâu, một năm sẽ làm hai ba lần cho tôi đi kìa. Sao, tại sao tôi tham? Tham thì giờ vẫn còn tham sân si.
anh Ca nói vừa anh thích chắc đó là tài hước. Xin cảm ơn anh, khỏe nha. Rồi bây giờ tập tạ, đang tập tạ hả? Bây giờ đi được chưa? Thôi đi, đi té. Đi té hả? Không, bây giờ đẩy đi. Xíu đi, xíu đi, ngồi chơi hả? Uống nước không? Uống. Rồi, chai nước. Được rồi. Lấy lại chặt càng gì nữa. Ở đây mấy anh mấy chị mấy em mấy cô chú nói là anh Cang có nụ cười rất là đẹp, nên anh cười làm sao, anh cười làm sao để cho nó thấy mình rất là đẹp và rất là có duyên. Nhiều người có răng mà cười không có duyên, nhưng khi anh rất là có duyên, đúng không? Cười coi, 2, 3 cười đó. Cười nào, cứ coi cười, em là cười gì đó. Quá có gì nhớ đi, nhớ đi. Càng cao là một ba năm, một ba năm có thức càng lắm. Hả? Bây giờ là nghĩ ta buồn lắm, tất cả các sân khấu giờ thì bây giờ là hầu như là mỗi người trên tay có cái, không có cái điện thoại, muốn coi gì cứ mở ra coi, muốn thông tin hay là báo chí hay là YouTube hay là TikTok hay là cái gì đó. Bữa nào tôi làm coi. Vậy đó, ai cũng coi, ai nói không tới luôn nhiều ai cũng biết được không? Bởi vậy có những cái chương trình lớn như là live show, chương trình trực tiếp thì họ đến sân khấu mà xem. Mong sao Càng sẽ được dài 3 lần trở lại lên sân khấu. Không làm nữa đâu. Tại sao? Mỏi quá. Mỏi hả? Nó mỏi là đứng lâu mỏi hay là? Đứng là phải nói là mỏi. Phía cái bàn của chị kế toán để nhận thêm 500.000 nữa ạ. Dạ con xin mời, con xin lỗi là tại vì Mạnh Thường Quân tới trễ nên lần đầu á mình chưa đưa cho cô chú luôn ạ. Thực ra thì con cũng là một người kinh doanh thôi. Và Mão 2023 do Ban Ái Hữu Hội Sân Khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Và xin giới thiệu thêm là hiện nay thì con thấy chú Mặt Cang vẫn còn khỏe, vẫn còn duyên dáng và vui nhộn lắm ạ. Chú Hồ Minh thì Tết năm nay chú cũng có một cái vai diễn rất là hay của sân khấu Gia Bảo, và cái poster hình cũng rất là đẹp, và chính vì điều đó chúng ta thấy là các cô chú vẫn còn tràn đầy năng lượng và luôn luôn muốn cống hiến và sống hết mình trên sân khấu ạ. Một tràng vỗ tay dành cho các cô chú trong đợt nhận quà đầu tiên. Xin được cảm ơn những đơn vị tài trợ. Kính chúc các cô chú có một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Dạ. Dạ, cô Nguyễn Thị Ái Hoa, nghệ danh Kim Lệ Thủy. Chú Đỗ Văn Ẩn, nghệ danh Đỗ Ẩn. Sân khấu Nguyễn Văn A. Cô Bùi Thị Sáp, nghệ danh Hồng Sáp. Chú Trần Văn Bi, họa sĩ Hoàng Bi. Kính mời bà Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó trưởng phòng văn hóa, văn nghệ, đại diện Sở Văn hóa Thể thao. Chú Trần Văn Cảnh, nghệ danh Giang Tuấn Đạt. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời anh Tôn Thất Tùng. Tôn Thất trưởng phòng nghệ thuật lên sân khấu để trao quà cho các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi. Xin cảm ơn ạ.
Ngọc à. Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và thân ái nhất. Và trước thềm năm mới, Hồng Ngọc kính chúc cho tất cả quý cô chú hưởng một năm mới đang đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng và vạn sự thành công. Hồi xưa là mang cái tivi theo. Xin mời các cô chú cho nghệ sĩ thường Kim Chi một tràng tay thật lớn ạ. Cảm ơn chương trình, cũng biết là từ sáng đến giờ á, chị cũng lâu lâu quá, cho nên là giao phó hết cho MC. Một sai bảy chị cũng cảm ơn vai MC thân yêu của Kim Chi rất là nhiều. Thực ra thì mọi người cũng biết là hàng năm vào dịp 20 Tết thì năm nào cũng vậy, từ trước đến giờ rồi, mười mấy năm rồi là sẽ có một cái chương trình trao quà Tết của thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt năm nay thì Kim Chi rất là hạnh phúc, rất là vui, bởi vì khi mà Kim Chi chia sẻ những cái điều này đến những mạnh thường quân, những người anh em, những nghệ sĩ, thì Kim Chi được tất cả mọi người ủng hộ rất là nhiệt tình. Cháu của Trang Tiếu, cháu của